Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel tô màu của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục lên video hướng dẫn cả nhà tô màu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tô màu bức tranh hình một chiếc quạt. Các bạn nhé, cùng bắt đầu tô màu với mình nha. Đầu tiên hôm nay mình sẽ tô màu chiếc quạt này màu xanh than. Chiếc cánh quạt bên trong mình sẽ tô màu vàng. Tiếp tục mình sẽ tô lên phần thân của nó. Về phần nút bấm mình sẽ bật tô nút đầu tiên là màu đen. Nút thứ hai là màu vàng.
Hai lúc còn lại là chị giữ nguyên màu trắng nhé. Các bạn ơi, vậy là mình đã tô màu xong bức tranh một chiếc quạt màu xanh than và có cánh quạt màu vàng. Các bạn thấy mình tô màu chiếc cánh quạt này đẹp, hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Còn video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh cho mình nhé. Còn bây giờ, xin chào cả nhà.